Rồi mình chào cô chú anh chị các bạn đã đến với kênh Hoàn Toàn TV ha. Dạ bữa nay kênh Hoàn Toàn TV có dịp qua chùa Chồng Prích, là chùa Bà Đập thuộc thị xã Giang An. Vì vấn đề tỉnh Sóc Trăng ha. Đây là thuộc về chùa Chồng Prích các bạn. Ngôi chùa nhìn rất đẹp ha. Đây là cổng chùa Chồng Prích. Đây là chùa Chồng Prích các bạn ha. Là đây thuộc về ấp Bà Đập, xã Giang An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Đây mình bước vô trong ngôi chùa, ngôi chùa Chồng Prích các bạn ha. Đây, trong chùa thì sư trồng rất là nhiều cây bông giấy, rất là nhiều cây bông giấy. Đó, đây là ngôi sala của ngôi chùa. Đây là ngôi sala ha, ngôi sala này sư cũng đang sửa chữa lại các chú bạn ha. Đây là chùa Chồng Prích thuộc về ấp Bà Đập, xã Dương An, huyện Dương Đề, tỉnh Sóc Trăng. Đây là cũng ngôi sala các chú bạn, ngôi sala sư đang sửa chữa lại ha. Đây là ngôi sala mới. Đây toàn cảnh của ngôi chùa Chồng Prích thuộc về ấp Bà Đập, xã Dương An, huyện Dương Đề, tỉnh Sóc Trăng. Trong ngôi chùa này sư trồng rất là nhiều cây kiển, đó là cây bông giấy ha. Đó, phía bên đó là ngôi chính điện của chùa Chồng Prích. Để mình phóng gần lại ha. Đó, đây toàn cảnh của ngôi chính điện chùa Chồng Prích. Nhưng mà ngôi chùa này mình cũng chưa biết xác định là ngôi chùa này sẽ làm lễ khánh thành cái giới Sima vào năm nào thì mình chưa biết. Mình chủ yếu là mình qua đây mình quay review ngôi chùa Khmer Nam Tông Chồng Prích cho cô chú anh chị các bạn xem, giống như là bà con cô bác trong nước và ngoài nước theo dõi và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi chùa Chồng Prích đẹp như thế nào. Đây là cây bông giấy của ngôi chùa, trồng rất là nhiều cây bông giấy, rất là nhiều luôn cô chú như các bạn. Sư trồng cây bông giấy rất là nhiều cây bông giấy luôn trước ngôi chính điện. Đó là ngôi chính điện của chùa Chồng Prích. Thì ngôi chùa này mình cũng từng đã lại quay phim ghi hình hết một lần cho cô chú các bạn theo dõi, và lần này mình đến là cũng là lần thứ hai đến ngôi chùa này để review ngôi chính điện mới chuẩn bị lễ cái giới Sima cho các chú bạn theo dõi. Này mình chủ yếu mình qua phía này mình quay cây bông giấy trước cho cô chú bạn xem. Đó, khá rất là đẹp của chú bạn. Ngôi chính điện này rất là đẹp luôn. Cũng nếu mà nói chung thì ngôi chính điện này khoảng xong khoảng 90%. Nhưng mà sư cũng chưa dạng như là đặt ngay kết lễ cái giới Sima ngày nào. Ngôi chùa trồng rất là nhiều cây bông giấy, rất là đẹp luôn các chú bạn. Rất là nhiều cây bông giấy luôn, rất là đẹp nè. Đó. Ngôi chùa trồng rất là nhiều cây bông giấy, rất là đẹp luôn. Toàn cây bông giấy không. Đây trước ngôi chính điện. Ngôi cây bông giấy toàn là cây bông giấy đẹp không luôn. Đó. Đây, bữa nay mình review toàn cảnh ngôi chùa Chồng Prích cho cô chú bạn theo dõi. Đây là hình tràng nha cô chú bạn, hình tràng. Đó, đây cũng cây no nè, tượng thần cây no mà chưa lên hoa văn, chưa lên màu. Đó, bữa nay mình sẽ review toàn cảnh ngôi chùa Chồng Prích cho cô chú bạn theo dõi. Đó, rất là đẹp anh cô chú bạn, rất là đẹp. Đây là ngôi chùa Khmer Nam Tông thuộc về ấp Bà Đập, xã Giang An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Đó là ngôi sala có mấy dãy cây no đứng xung quanh ngôi sala. Và cô chú anh chị các bạn xem nhớ đăng ký kênh Hoàn Toàn TV
ủng hộ mình. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và bạn rất nhiều. Và đây là cột cờ trước ngôi chính điện, cũng nhìn rất đẹp. Đó, đây cột cờ, nhìn rất đẹp của chú bạn. Này trước ngôi chính điện, trước ngôi sala luôn. À, bữa nay mình có dịp mình qua đây mình review cho cô chú các bạn theo dõi chùa Chồng Prét đẹp như thế nào. Và ngôi chùa này theo mình nghĩ thì trồng chỉ có một loại bông, đó là bông hoa giấy. Mình nhìn rất đẹp các chú bạn, nhìn rất đẹp. Đây thuộc về ấp Bờ Lập, xã Diên Ngang, huyện Chợ Đề, tỉnh Sóc Trăng. Rất đẹp. Nhà chùa trồng cây kiển, nói chung là nhà chùa trồng cây kiển thì mình thấy trồng toàn bông giấy không các bạn ha. Đây cột cờ trước ngôi sala và trước ngôi chính điện, để mình quay toàn cảnh cho cô chú các bạn xem. Đây có thần bảy đầu, đây nhìn rất đẹp các chú bạn. Ngôi chùa này nhìn rất là đẹp luôn, nói chung nhìn rất đẹp. Thì mình sẽ quay toàn cảnh cho cô chú các bạn xem ngôi chùa Khmer Nam Tông đẹp như thế nào. Thì theo mình nghĩ ngôi chùa này 10 phút thôi đi. Đó, đây bông giấy không các bạn ha. Nhà chùa trồng nhiều cây bông giấy, có nhiều bông giấy luôn. Đây cũng ngôi sala luôn ha. Và đây có Phật ngồi thiền nè. Đây, đây có Phật ngồi thiền. Đó, đây toàn cảnh này, Phật ngồi thiền ha. Đây, đó nhìn rất đẹp. Thì ngôi chùa này trồng rất là nhiều cây bông giấy luôn. Bông giấy không, rất đẹp luôn. Có lên bên kia chưa? Quay từ dưới lên thôi. Mình quay từ dưới lên thôi. Đây cũng có thần nè. Đây cũng có thần. Đây. Đây ngôi chùa này trồng còn là bóng giấy luôn. Đây cũng có tượng thần, có Phật ngồi thiền luôn ha. Đó. Đây, Phật ngồi thiền luôn. Đây. Nhìn rất đẹp các chú bạn. Đó, nhìn rất đẹp. Đó, nhìn rất đẹp ha. Đây toàn cảnh của ngôi chùa Chồng Prét. Toàn cảnh phía này là khu ngôi chính điện nè. Đây là phần ngôi chính điện, để mình quay xa lại ha. Đây, đây là phần ngôi chính điện của chùa Chồng Prét. Ngôi chính điện này mình nhìn rất đẹp ha. Mình cũng review video ngắn thôi, cho cô chú các bạn theo dõi video ngắn thôi. Đó, mình cũng được dịp qua đây mình quay một vòng cho cô chú anh chị các bạn theo dõi. Đó, đây rất đẹp ha. Đây là giống như chuông đồng nha các bạn ha. Đây nè. Đó, rất đẹp, giống như cây chuông, giống như chuông đồng vậy đó, làm ha. Xung quanh cái cây bồ đề. Đó, xung quanh cây bồ đề nhìn rất đẹp. Mình sẽ review toàn cảnh ngôi chùa này cho cô chú bạn theo dõi. Ngôi chùa này thì trồng toàn là hoa giấy không cô chú bạn ha. Trồng là hoa giấy không. Đây có đây cũng hoa giấy nữa nè. Đây hoa giấy màu trắng. Đây. Đó, hoa giấy màu trắng nè. Nhìn rất đẹp. Nhìn rất đẹp luôn các chú bạn. Đây chỗ làm trồng sen. Đây. Hồ sen sư làm cũng cái chậu rất đẹp ha. Chậu cũng làm giống như sen luôn các chú bạn. Đó. Sen này cũng có bông rồi ha. Đây. Có bông rồi nè. Đó. Có bông rồi đó. Phía xa xa bên kia là ngôi chính điện của chùa Chồng Prét. Ngôi chính điện ha các chú bạn. Đó. Ngôi chính điện nói chung là xong khoảng 90%, nhưng mà không biết cái chừng nào sư sẽ làm lễ khánh thành.
đây cũng sư trồng cây kiển đúng không bạn, làm giống như con nai vậy các bạn. Đây đây nè ha, có đuôi có đầu có sừng rồi đây ha, rất đẹp luôn. Phía bên kia thì ngôi chính điện cũng là sắp hoàn thành đây. Hôm nay mình review video ngắn đây cho cô chú các bạn theo dõi ngôi chính điện của chú Trọng Trích. Ngôi chính điện này thì mà xài tông màu vàng màu đỏ ha, tông màu vàng màu đỏ. Đây là trước chỗ lên ngôi chính điện thì có con giống như con kỳ lân với bạn, và có ông chàng đây, có chằng đó. Sư cũng trồng có cây kiển rất là nhiều, bông trang nè đó, bông trang và bông giấy nè, bông trang và bông giấy rất là đẹp, rất là nhiều, rất là đẹp đó. Đây là thuộc về chùa Trồng Crít, ấp Bờ Đập, xã Diên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. À cụ bạn phía đi ôi ra đây đó, đây là cổng lên ngôi chính điện ha, nhìn rất đẹp toàn cảnh của ngôi chính điện của chùa Trồng Crít. Thì nói chung ngôi chính điện này xong khoảng 90% rồi các bạn, chỉ còn chờ ngày lễ khánh thành thôi, nhưng mà mình biết chưa biết lễ khánh thành ngày nào. Khi nào mình biết ngày lễ khánh thành mình sẽ thông báo cho cô chú bạn biết sau ha. Bởi vì là clip của mình cũng quay clip ngắn đây, thì tới đây cũng kết thúc thôi. Thì hẹn gặp lại các bạn trong clip sau, và cô chú gì và các bạn nhớ đăng ký kênh xem Mỹ Hoàn Toàn TV, ủng hộ mình. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và bạn rất nhiều. Toàn cảnh của ngôi chùa Trồng Crít nha các bạn. Đó, toàn cảnh giờ này thì sư đang quét dọn, đang quét dọn chùa. Nhìn rất đẹp ha, ngôi chùa nhìn rất đẹp. Đây là ngôi chùa Khmer Nam Tông. Rồi vậy là clip của mình tới đây kết thúc. Xin hẹn là gặp lại các bạn trong clip sau, và các bạn xem nhớ đăng ký kênh Hoàn Toàn TV, ủng hộ mình. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều.